Ôi thôi. Đây ạ. Này. Ôi anh ơi không được đâu, cái này độc lắm. Biểu thì ngậm miệng lắm. Cái này toàn là hóa chất tẩy rửa ừ, cho khách ăn là chết đấy. Mày ăn đi mà mày đâu. Em không ăn nhưng mà chuẩn. Sao ăn em chuẩn. Nào kỹ. Ôi trời ơi. Nằm bò ăn nướng. Con rể. Con rể chú là ai ạ? Con rể tôi là chủ cái quán này. Chú là bố vợ anh Tuấn à? Chứ sao, tôi vừa quê lên. Dạ anh Tuấn vừa ra ngoài lấy hàng chú ạ. Ừ, chăm chỉ thế là tốt. Dạ. Ở đây. Dạ. Vào làm cho tôi hai đĩa. Vâng. Đĩa nầm bò nướng với lại thịt lợn rừng hun khói. Trời, ăn hai món đấy lúc này. Ừ. Chú ơi. Dạ. Dạ hai cái món chú vừa gọi hết rồi ạ. Cậu nói thế nào? Tôi vừa nhìn lên tốp khách này. Cái tốp khách vừa nãy họ ăn cái món đấy là món khác chú ạ. Tôi không ăn món khác. Bê hai món ra đây. Không được. Tôi lại là bố vợ tương lai của chủ cái quán này. Cậu không coi tôi ra gì à? Ủa, chính vì cháu coi chú ra gì thì cháu mới không lấy được cái món đấy. Thì khổ quá cái gì. Ôi, chị chủ về rồi à? Đẹp. Cẩn thận nhá. Ai à, tặng phết kìa. Bố. Ừ. Bố mới lên à? Ờ, vừa quê lên. Này. Dạ. Bảo ngay cái thằng nhân viên xem lại cái thái độ phục vụ của nó nhá. Bố đến đây ăn uống để lấy may cho quán, lấy may cho thằng chàng rể tương lai. Thế mà nó không cho bố ăn. Hiệp. Em đây. Dạ. Tại sao bố tôi muốn ăn mà lại không cho bố tôi ăn? Không phải như chị nghĩ đâu ạ. Dạ. Em có nỗi khổ riêng của em. Bố tôi muốn ăn món nào? Bê món ấy lên. Khổ quá, em đã bảo cái món đấy không ăn được là không ăn được rồi. Muốn nghỉ việc à? Ôi chị ơi, em xin chị đấy. Em xin lỗi. Em thất nghiệp nửa năm nay. Vợ em ở dưới quê thì đang chửa đẻ. Lại lục mãi anh Tuấn anh mới nhận em vào cái quán. Mà bây giờ chị mà đuổi việc em thì cả nhà em treo niêu luôn chị ạ. Đi vào mang thức ăn ra cho bố tôi. Nhanh lên. Đây là chị tự gọi đấy nhá. Ok. Bố ăn nữa đi. Thôi bố đủ rồi. Mai. Ăn. Anh về rồi ạ? Bố. Ừ. Bố lên rồi đấy ạ. Bố vừa lên. Con chào bố. Khá bố lên lâu chưa ạ? Đủ thời gian để ăn hết một đĩa nầm dê và thịt nướng. Công nhận hai món này quán anh ngon thật đấy. Ừ, tuyệt vời. Đã ăn hết một đĩa nầm dê và đĩa thịt nướng à? Hiệp đâu gia đình? Em đây. Tại sao anh để cho bố vợ anh, bên em vợ tương lai của anh ăn những cái món này? Tại sao anh lại ăn? Này, anh bị làm sao đấy à? Chả lẽ anh lại tiếc bố con em miếng ăn à? Không hề, em cứ bình tĩnh ngồi xuống. Bố đợi con miếng ăn à? Tao giận mày thế nào? Tao giận mày thế nào? Đâu mày không nhớ cái gì hả? Em đã can chị rồi nhưng mà chị cứ đòi. Chị còn dọa đuổi việc em nữa thì em biết làm chứ. Bố làm sao vậy ạ? Bố làm sao thế? Đau bụng thế nào ạ? Chắc chắn 100% bố vợ anh ăn phải tiêm nhiễm hóa chất đúng rồi. Trời ơi, đi gọi cấp cứu đi. Còn một lần nhanh nhìn. Ôi, bố đau. Anh là đồ khốn nặng. Anh dám để cho bố con tôi ăn thịt nước hóa chất à? Alo, cấp cứu. Mai, cấp cứu ngay. Có người ngộ độc thực phẩm. Đỉnh lại đi, Mai, em xin lỗi. Chỉ vì con đã muốn làm nhiều. Thế nên con đã chốt dạ, anh có xin lỗi. Cấp cứu. Ông cứ như thế, bảo sao bệnh tật mãi thôi. Đây là rượu thuốc, không sao đâu. Không sao đâu là thế nào? Tôi nói, ông cấm có bao giờ nghe tôi cả. May cho ông nhá. Bây giờ ấy, là tôi kiềm chế nhiều rồi đấy. Như hồi trẻ à, tôi phải ca cho ông nghe mấy bài rồi đấy. Ý này thôi bà. Thôi, không uống nữa nhá. Thì thôi. Ôi kìa, ông cẩn thận. Ông phải cẩn thận chứ. Tôi đã bảo rồi, ông cần gì thì gọi tôi. Tôi muốn lấy mấy cái hũ rượu ở đằng kia kìa. Dạ dày của ông rất yếu, không được động đến mấy thứ cồn đấy đâu. Tôi hứa với bà là tôi không uống một giọt. Bà cứ lấy đi. Ông nhớ nhá.
những hũ rượu này. Bà có biết tại sao tôi lại ngâm chúng không? Từ ngày cưới nhau, có những lúc tôi cảm thấy rất buồn, nhất là những khi bà cáu giận tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại ngâm một bình rượu cất ở góc tủ kia. Mới đấy mà đã mấy chục năm rồi. Bao lâu như vậy mà ông giận tôi có ngần này thế à? Cái gì thế này? Bà cứ cầm lấy. Đây là số tiền mà tôi thu được từ việc bán những hũ rượu này. Cứ tích tiểu thành đại, tôi cũng được một món khá khá. Thì ra ông giận tôi nhiều như thế này cơ. Những cơn giận của ông biến thành ngân này tiền. Hay thật đấy. Thế này tôi phải chọc giận ông nhiều mới được. Sao hôm nay ông lại nói chuyện kiểu này? Vì đã đến lúc chúng ta phải nói ra. Tôi mà ông. Vì không nói ra thì sự việc nó vẫn cứ diễn ra như thế cơ mà. Tôi phải cảm ơn bà rất nhiều, vì bà đã chịu đựng tôi suốt mấy nhiêu năm giờ. Ông, tôi với ông tính tình như nước với lửa ấy. Nhưng tôi nói thật, tôi được chăm sóc ông, được ở bên ông đến giờ này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nói thật đấy. Thôi mà bà. Con đây à? Gọi xe cho mẹ chưa? Con gọi xe từ hãng cho mẹ luôn rồi. Mẹ yên tâm, bây giờ con phải đi học thêm. Mai có bài kiểm tra, con không bỏ được. Ừ, mẹ đứng đợi đây nhá. Dạ vâng. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Cháu mời bác lên xe. Anh. Dạ. Trông cháu yếu ớt như thế này, liệu có chở được cô không? Chưa kịp lên xe ngã lăn đùng ra đấy. Ấy chết ạ, không có chuyện đó đâu. Con có bằng lái xe, có kinh nghiệm lái xe đàng hoàng mà. Lên xe đi bác. Đi lên hạ la trên, la trên. Vâng ạ. Trời ơi, đi cái nào thế? Ôi giời ơi. Cô có đi sao không ạ? Đi cái nào thế? Phải cẩn thận chứ. Vâng ạ, cháu sẽ cẩn thận hơn ạ. Làm sao thế? Xe có vấn đề rồi cô ạ. Cô lên chỗ mát ngồi đợi cho con một chút. Con xử lý sẽ nhanh thôi ạ. Cô có trả tiền công để tôi chờ đợi hay không? Alo, con gọi xe cho mẹ kiểu gì thế? Sao thế ạ? Một cô xe ôm thì gầy tông gầy teo ra, đi còn xít ra một người ta đấy. Bây giờ xe lại hỏng, bắt mẹ đứng giữa đường giữa chợ để chờ đây này. Con đổi ngay xe cho mẹ đi. Dạ vâng, mẹ đợi con một tí. Con học xong rồi, con tới ngay đây. Mẹ. Con gái con đứa mà làm nghề xe ôm, người thì gầy tóc mình tẹo ra. Con biết mẹ giận, nhưng mà mẹ nghe con nói đã. Hai bạn kia là bạn học cùng trường của con đấy. Hả? Bạn của con? Chuyện là như thế này ạ. Đồ hôm trước mẹ gửi lên con ăn hết đâu, bây giờ mẹ lại đòi gửi nữa. Con mà béo như con heo là cũng tại mẹ đấy. Vâng, con chào mẹ.
cậu cầm lấy mà trả tiền nhà. Ơ thôi chết, tôi không dám nhận đâu. Tôi có thêm tôi sẽ đưa thêm cho cậu, cậu cũng cầm lấy. Cảm ơn cậu. Chỉ tại nhà ở dưới quê đang bị bão nên là chưa gửi tiền ra được. Hay là để cuối tháng tôi lấy lương tôi trả lại cậu sau. Bây giờ mình giúp cậu thì cậu giúp mình lúc khác. Chúng mình đều là những người con xa quê cả, phải nương tựa vào nhau mà sống. Tội nghiệp. Người ăn cũng hết, kẻ lần chẳng ra. Mẹ mang bao nhiêu đồ ăn lên đây này, chia cho các bạn cùng ăn nhé. Thế thì hai cậu ấy sẽ vui lắm đấy ạ. Đi mẹ. Cô ơi, cháu sửa xe xong rồi. Nếu như cô không ngại thì để cháu đưa cô về ạ. Vẫn như cũ. Cô xin lỗi nhé. Dạ không sao đâu ạ. Cô lên xe để con chở cô về. Rồi, cô cảm ơn nhiều. Con gửi cô ạ. Có hộp bánh tặng cháu. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Tớ về nhá. Đẹp không? Đẹp lắm mẹ ạ. Ơ sao mẹ không mua? Đẹp nhưng mà phải về thôi. Tiền còn phải để làm những thứ khác nữa. Thế để mua đồ chơi cho con ạ? Mua đồ chơi, mua thức ăn này. Và rất nhiều thứ phải cần đến tiền. Mẹ con mình về đi. Con đi sang nhà thằng Tí. Không được đi xa đâu, nhớ về sớm đấy nhá. Dạ vâng ạ. Chú ơi, cháu muốn mua cái khăn. Tiền đâu? Đây ạ. Này nữa ạ. Gì đây? Cái ô tô cháu mua hôm qua, cháu muốn đổi lại để lấy cái khăn. Tặng quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ cháu. Đi theo chú. Cháu muốn lấy cái nào? Cái này ạ. Đây à? Vâng ạ. Đi vào đây với chú. Con đã. Dạ. Tiền thừa. Cháu xin, cháu cảm ơn chú ạ. Ừ. Mẹ ơi. Con chúc mừng mẹ ngày 8 tháng 3. Cảm ơn con trai. Mẹ mở quà nhá. Vâng ạ. Con lấy ở đâu đấy? Con mua à? Đi với mẹ. Con mua thật mà. Anh ơi, tôi có thể trả lại chiếc khăn này được không? Hàng mua rồi miễn trả lại chị ạ. Vậy giá của nó là bao nhiêu? Tôi trả tiền được không? Tôi biết con tôi... À, cậu bé này cậu ấy thanh toán tiền rồi. Này con, chú quên mất là lúc nãy con còn tiền thừa đấy. Đợi chú một lát nhá. Tiền thừa của con đây. Con cảm ơn chú. Còn đây là quà mùng 8 tháng 3 tôi tặng chị. Đừng từ chối nhé. Cháu cảm ơn chú ạ. Cảm ơn anh. Thôi, hai mẹ con về đi. Cháu chào chú ạ. Ừ.
Cô uống nước đi. Vâng, em xin chị. Mẹ ơi. Ơ, chào cháu cô. Cô mới sang chơi ạ. Chào cháu. Đi đâu mà diện thế? À, cháu chạy ra ngoài có chút việc. Thôi, cô ngồi chơi nhá. Cháu đi trước đấy ạ. Mẹ ơi, con đi nhá. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Nhưng chỉ cần con đủ lông đủ cánh thì mẹ không còn là trung tâm bầu trời tình thương của con nữa chị ạ. Dành hết cho mẹ. Thế cô muốn chúng nó ế vợ à? Không phải vậy chị ạ. Nhưng ít nhất những cái ngày này thì cũng phải biết nhớ đến mẹ chứ. Con trai em, một câu chúc mừng mẹ ngày 8 tháng 3 cũng không có chị ạ. Sao lại vứt thế này? Về sớm đi con. Con ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ cứ để ở đấy, rồi để con yên. Đằng đâu ấy. Cái gì? Em phải đưa bạn vào bệnh viện á? Nhưng mà này, lần sau đi đâu ấy phải cầm điện thoại anh đi nhá. Anh đã rất lo lắng cho em đấy. Quả 8 tháng 3 á. Có. Này, ở yên đấy đợi anh nghe chưa? Anh đến luôn đấy. Con về rồi đấy à? Mẹ dậy rồi à? Để con đỡ mẹ dậy nào. Mẹ ơi, con chúc mừng mẹ ngày 8 tháng 3. Mẹ cảm ơn con. Anh đến sớm thế? Sớm gì? Mà này, hôm nay có chuyện vui à? À, em mới nghe lời anh nhảy việc sang chỗ mới, lương gấp đôi luôn. Tốt, anh mày đã nói thì chỉ có chuẩn thôi. Mà anh cũng vừa nghỉ việc ở kia rồi. Quá đỉnh luôn. Chào hai bạn, tôi đến hơi muộn. Này, ông Trung lại bắt làm thêm giờ đấy à? À không, mình vừa đi bán mấy chỉ vàng về để cho vợ sắp nhảy ổ mà. Có tiền à? Tôi đã bảo rồi, nghỉ việc ngay chỗ đấy đi còn kịp. Mình làm thêm bao nhiêu giờ không bao giờ tăng lương đâu. Tại mình chưa đủ giỏi ấy. Chứ công ty nào mà chẳng muốn giữ người tài hả bạn? Hết thuốc chữa. Thôi kệ nó anh ạ. Em là sếp ạ. Sếp vừa đi họp về ạ? Tình hình căng lắm. Có lẽ lại phải tiếp tục cắt giảm nhân sự đấy. Ô, sếp ơi, vừa xong có mấy người nghỉ việc, bây giờ lại cắt giảm tiếp. Không biết là em... Cậu sang phòng tôi có chút việc. À,
Hai ông làm sao đấy? Tôi đang đau hết cả đầu đây. Đang làm ăn ngon lành thì dịch. Công ty tôi vừa mới thông báo nghỉ. Ôi giời. Vương, sao giàu dĩ này? Tôi tính đi du lịch một vòng rồi về tìm việc mới. Ai ngờ dính dịch bệnh. Thất nghiệp rồi mới thấy tiếc. Giá như ngày xưa mà chăm chỉ làm việc tiết kiệm, bây giờ có một tí thì cũng đỡ. Trời ông ơi, cuộc đời làm gì có giá như. Thôi rồi, lát nữa anh em mình ra làm cốc bia nhỉ, coi như giải đen. Nhá. Sếp ạ. Em chào sếp. Chào các cậu. Sếp ơi, sếp vào đây ngồi uống nước với bọn em ạ. Chào sếp ạ. Sếp ngồi. Chào các cậu. Dạ vâng ạ. Anh em ngày nghỉ tập trung vui quá nhỉ. Dạ. Dạ sếp đợt này trông phong độ quá. Cậu hả? Dạ. Tranh thủ mà khao anh em đi chứ. Dạ sếp ơi, dạ. Khao cái gì ạ? Chuyện vợ cối mới đẻ phải không sếp? Không phải, chuyện công việc cơ. Công việc ạ? Ừ. Đấy. Bao nhiêu năm qua là phấn đấu, hy sinh gian khổ rồi. Giờ là lúc thăng chức thì phải khao anh em đi. Này, dạ. Thấy mình sai rồi là phải tranh thủ sửa sai đi. Dạ vâng, không phải là vì em keyboard gì đâu. Nhưng mà mấy ngày hôm nay em thấy bạn của em cứ mãi đi tìm việc. Mà bây giờ mình lại khao về cái việc mình thăng chức. Nghĩ cũng kỳ thật sếp ạ. Cậu nghĩ thế cũng phải. Vâng. Nói thật với các cậu, bao nhiêu năm nay cậu ấy chịu nhiều hy sinh gian khổ. Thế mà không kêu ca phản nàn, vẫn luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Giờ là lúc công ty tôi tri ân với cậu ấy. Thôi, anh em ngồi về sau nhé. Tớ xin phép tớ đi trước. Dạ vâng ạ. Em chào sếp ạ. Sếp về. Chào các cậu nhé. Dạ vâng ạ. Thôi, đi, anh em ra làm cốc bia nhỉ. Thôi, Hào ra trước đi. Tôi có chút việc, lát tôi coi xong. Nhớ ra anh nhá. Rồi. Có gì tôi nhắn tin địa chỉ cho. Đi Hoạn. Bọn tôi đi trước đi. Dạ. Alo, em chào chị ạ. Dạ vâng ạ. Bên chị tuyển người shipper ạ. Vâng ạ. Em có mặt ngay ạ. Dạ vâng ạ. Chào chị ạ. Anh. Em hẹn anh ra đây làm gì? Em có thai rồi. Cái gì? Mới thử hai vạch, giờ tính sao hả anh? Sao cái gì? Em có biết là anh đang thất nghiệp không? Tiền thì không có, lấy cái gì mà lo? Mình đã cưới xin cái gì đâu. Kìa anh, nhưng mà... Em tự lo mà giải quyết đi. Tôi cứ nghĩ anh là người có trách nhiệm. Tôi thật không ngờ. Còn tôi tự lo. Alo, Lâm nghe. Bố, con Dung nhà bố. Bố khỏe không bố? Bố khỏe. Mẹ nói bố đi làm xa, không về thăm con được. Bố ơi, con với mẹ bố khỏe. Mai con gọi bố nữa nhé. À mà bố, con gọi bố mỗi ngày luôn nhé. Bố... Ai thế nhỉ? Ừ, bố biết rồi. Ừ, bố sẽ cố gắng mà. Con gái ơi, bố thắng rồi. Vụ này xong, nhất định bố sẽ về với con. Bố yêu con. Alo, con trai yêu của bố à? Bố đang đi làm. Được rồi, con ở nhà ngoan. Về bố sẽ mua quà cho con. Ở nhà đợi bố, bố về ngay. Cả tháng rồi, con bé cũng chả gọi điện cho mình. Chả biết nó là ai.
Alo, cho tôi hỏi, bé Su hay gọi vào số này ạ? Dạ vâng. Anh là người hay nói chuyện với bé Su phải không ạ? Vâng ạ. Dạ, cháu nó mất rồi ạ. Sao? Tôi là mẹ đơn thân. Con bé bị bệnh tim rất nặng. Trước khi mất, nó muốn nói chuyện với bố. Nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Nên tôi lấy đại số điện thoại của anh đang tìm việc ở trên báo. Tôi mong anh thông cảm. Cảm ơn anh rất nhiều. Trước khi mất, bé Su rất vui ạ. Tôi cảm ơn anh. Tôi cứ nghĩ anh là người có trách nhiệm. Còn tôi tự lo. Em à, anh đây. Anh xin lỗi. Đừng giận anh. Anh quyết định sẽ cùng em nuôi con. Chờ anh, anh sẽ tới với em ngay. Bác đi về đâu ạ? Bác muốn đến địa chỉ này. Nhưng mà này, cháu đừng đi vào trung tâm thành phố nhé. Đi đến đây mà không qua trung tâm thành phố thì phải đường xa gấp đôi đấy ạ. Mất thời gian lắm. Bác không vội. Vì có ai lại vội đến viện dưỡng lão bao giờ? Bác vào viện dưỡng lão à? Chồng bác mất sớm. Bác lại không có con. Hôm qua bác sĩ mới bảo bác bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sợ khi bác mất không có ai ở bên cạnh. À nhưng mà thôi, chuyện riêng tư tự nhiên thầy cứ đem kể với cháu. Bác, cháu sẽ đưa bác đi. Bác muốn đi đâu cũng được, đi đến tối cũng được bác. Bác lên xe, cháu đỡ bác lên. Bác xin trực chung với bác một kiểu nhá. Được ạ, bác đưa con chụp cho. Bác có mệt lắm không ạ? Đúng là có mệt, nhưng mà mệt vì tuổi già thôi. Dạ. Chứ lâu lắm rồi bác mới lại có được một ngày vui như hôm nay. Dạ. Thế cháu xem bao nhiêu tiền để bác gửi. Ôi dạ thôi bác. Ok. Bác cháu mình gặp nhau nó cũng là một cái duyên. Không, thế cháu còn vợ con, còn gia đình nữa chứ. Bác nghe cháu nói này, lúc nào rảnh cháu sẽ đưa vợ cháu lên thăm bác. Vợ cháu mà biết chắc cũng sẽ ủng hộ cháu thôi. Bác đừng suy nghĩ nhiều, bác cất đi. Cháu. Dạ. Cháu là người tốt. Tốt quá cơ. Bác có một yêu cầu. Cháu có thể ôm bác một cái được không? Dạ được ạ. Xin hỏi anh có phải là người nhà của cụ Ngân không? Đây ạ. À đúng rồi chị. Cụ có khỏe không? Hôm nay tôi đưa vợ tôi đến thăm cụ đấy ạ. Chào chị. Tiếc là cụ mất tuần trước rồi. Đây là toàn bộ số đồ đạc bà cụ đã để lại cho anh. Em mời anh hãy kiểm tra lại. Tí nữa ký vào biên bản nhận đồ giúp em. Gửi Long. Cảm ơn. Cảm ơn con đã tiễn ta bằng một cái ôm đầy tình người và vô cùng ấm áp. Ta sẽ ra đi trong sự thanh thản. Những gì là tài sản của ta còn lại, ta dành để hết cho con. Còn bây giờ, tôi mời anh vào văn phòng làm thủ tục. Vì ngoài số đồ đạc này, cụ còn để lại cho anh một tài khoản. Tài khoản không phải là nhỏ đâu.
Luật sư đang chờ anh đấy ạ. Anh muốn đưa cho cốt của bà về thờ, có được không? Em đồng ý. Con đây à? Gọi xe cho mẹ chưa? Con gọi xe từ hãng cho mẹ luôn rồi. Mẹ yên tâm, bây giờ con phải đi học thêm. Mai có bài kiểm tra, con không bỏ được. Ừ, mẹ đứng đợi đây nhá. Dạ vâng. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Cháu mời bác lên xe. Anh. Dạ. Trông cháu yếu ớt như thế này, liệu có chở được cô không? Chưa kịp lên xe, ngã lăn đùng ra đấy. Ấy chết ạ, không có chuyện đó đâu. Con có bằng lái xe, có kinh nghiệm lái xe đàng hoàng mà. Lên xe đi bác. Đi lên hạ la trên. Vâng ạ. Đi thế nào thế? Ôi giời ơi. Cô có sao không ạ? Đi thế nào thế? Phải cẩn thận chứ. Vâng ạ, cháu sẽ cẩn thận hơn ạ. Làm sao thế? Xe có vấn đề rồi cô ạ. Cô lên chỗ mát ngồi đợi cho con một chút. Con xử lý sẽ nhanh thôi ạ. Cô có trả tiền công để tôi chờ đợi hay không? Alo, con gọi xe cho mẹ kiểu gì thế? Sao thế ạ? Một cô xe ôm thì gầy tông gầy teo ra, đi còn xít lâm vào người ta đấy. Bây giờ xe lại hỏng, bắt mẹ đứng giữa đường giữa chợ để chờ đây này. Con đổi ngay xe cho mẹ đi. Dạ vâng, mẹ đợi con một tí. Con học xong rồi, con tới ngay đây. Mẹ. Con gái con đứa mà làm nghề xe ôm, người thì gầy tóc mình tẹo ra. Con biết mẹ giận, nhưng mà mẹ nghe con nói đã. Hai bạn kia là bạn học cùng trường của con đấy. Hả? Bạn của con? Chuyện là như thế này ạ. Đồ hôm trước mẹ gửi lên con ăn hết đâu, bây giờ mẹ lại đòi gửi nữa. Con mà béo như con heo là cũng tại mẹ đấy. Vâng, con chào mẹ. Cậu cầm lấy mà trả tiền nhà. Ôi thôi chết, tôi không dám nhận đâu. Tôi có thêm tôi sẽ đưa thêm cho cậu. Cậu cũng cầm lấy. Cảm ơn cậu. Chỉ tại nhà ở dưới quê đang bị bão nên là chưa gửi tiền ra được. Hay là để cuối tháng tôi lấy lương tôi trả lại cậu sau. Bây giờ mình giúp cậu thì cậu giúp mình lúc khác. Chúng mình đều là những người con xa quê cả, phải nương tựa vào nhau mà sống. Tội nghiệp. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Mẹ mang bao nhiêu đồ ăn lên đây này, chia cho các bạn cùng ăn nhé. Thế thì hai cậu ấy sẽ vui lắm đấy ạ. Đi mẹ. Cô ơi, cháu sửa xe xong rồi. Nếu như cô không ngại thì để cháu đưa cô về ạ. Vẫn như cũ. Cô xin lỗi nhé. Dạ không sao đâu ạ. Cô lên xe để con chở cô về. Rồi, cô cảm ơn nhiều. Con gửi cô ạ. Có hộp bánh tặng cháu. Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Tớ về nhá. Xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui mùa xuân đến. Alo ạ. Con à. Mẹ à, sao thế ạ? Tết này có về nhà được không con? Mẹ ơi, đợt này bọn con bận quá mẹ ạ. Mẹ thông cảm cho bọn con nhá. Dạ, vâng. Anh, ai vừa gọi điện cho anh đấy? Mẹ vừa gọi em ạ. Mẹ gọi á, mẹ bảo gì? Tết này vợ chồng mình bố trí cho Bon về quê ăn Tết với bà nhá. Đã 3 năm rồi mình chưa về Tết đấy. Không được đâu. Tại sao lại không được? Nhà mình có ô tô cơ mà. Thì năm nào mình chẳng về quê dỗ bố rồi. Với lại Bon đang còn nhỏ, chắc là mẹ thông cảm thôi. Biết là như thế, thế nhưng mà anh có mỗi mình mẹ. Anh làm có như là em là đứa con dâu không biết điều không bằng ấy.
thấy không? Tháng nào em chẳng gửi tiền về cho mẹ chi tiêu. Em đang định ra ngân hàng gửi 4 triệu về cho mẹ tiêu Tết đấy. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Em đi đây. Sao? Đẹp quá. Qua được. Alo. Cô Thảo à, cháu chào cô. Dạ. Mẹ cháu ốm nặng à? Dạ vâng vâng. Chú cháu về ngay ạ. Mẹ bị ốm à? Ừ. Cô Thảo bảo mẹ bị ốm. Vợ chồng mình thu xếp về quê đi. Anh ơi, có khi nào mà mẹ muốn chúng mình về quê không được, cho nên là mẹ nhờ cô hàng xóm nói dối để kéo chúng mình về không? Em nói thế mà cũng nghe được. Thôi, không lằng nhằng nữa, chuẩn bị đồ đạc về quê với mẹ. Không được. Kế hoạch vợ chồng nhà mình đi du lịch với mấy đứa bạn em, vé máy bay đã đặt hết rồi. Em muốn đi ấy, thì ở lại mà đi với bạn. Anh với cả Bon sẽ về quê với mẹ. Bon ơi, xuống con ơi. Anh. Bác cố gắng ăn vài miếng cho lại người ạ. Tôi không muốn ăn. À, có tiếng xe. Cô ngó xem có phải thằng Tùng với con cái nó về không? Dạ vâng. Rõ khổ, Tết nhất đến nơi rồi ốm nằm một chỗ, cứ ngóng con về thế này. Mẹ. Chị mẹ. Chào bà. Con nó về rồi à? Dạ cô ạ. Con của mẹ về đây rồi. Cháu của bà đây rồi. Ôi. Mẹ, sức khỏe của mẹ như thế nào rồi ạ? À? Sao lại để bị ốm nặng thế này? Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm. Ra ngõ ngóng con về, trúng gió đấy. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, vợ chồng chúng cháu không biết làm thế nào cả. Không phải cảm ơn. Làng xóm láng giềng có nhau mà. Dạ vâng. Thôi chị ơi, các cháu về rồi em xin phép nhá chị nhá. Vâng, cảm ơn cô. Đi chăm mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Cô về chào ạ. Cô ạ. Ừ, cùng cháu cảm ơn cô ạ. Mẹ ơi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ. Mẹ mà cứ như thế thì chúng con ở trên đấy làm sao mà yên tâm được ạ? Đúng đấy. Thế bây giờ mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ không sao đâu. Con. Dạ. Con lấy cho mẹ cái hộp ở trên bàn thờ kia. Cái hộp này hả mẹ? Ừ. Con mở ra đi. Ôi. Tiền à? Tiền gì đấy mẹ? Tiền của các con gửi về cho mẹ đấy. Tiền chúng con gửi về, tại sao mẹ không tiêu? Mẹ cất đi làm gì ạ? Mẹ có biết dùng gì đến tiền đâu. Ở quê cái gì cũng đủ. Mẹ chỉ nhớ các con, các cháu thôi. Được gặp các con, các cháu như thế này là mẹ mừng lắm rồi. Các con cất tiền đi, có tí dắt lưng. May ra còn dám nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mà về với mẹ. Mẹ. Chị ơi, chị mua hoa ủng hộ em ạ. Thấy em ngồi co ro chị cũng thương. Thôi được rồi. Thế cái bó này bao tiền em? Dạ, bó này của chị 100 ạ. Cái gì? 100 nghìn cơ? Dạ vâng, em lấy giá gốc ấy chị. Giờ bán nhanh rồi còn về quê. Bây giờ là chiều 30 Tết. Chả ai bán cái giá vốn như của em đâu. 30 nghìn, bán thì bán. Không bán em mang về chỉ tổ xui xẻo đầu năm thôi. Sao chị giải em rẻ thế ạ? Em bán được 30 nghìn, còn hơn là không bán được đồng nào. Mà không phải bỗng dưng chị lại đi chợ vào cái giờ này đâu. Em bán nhanh cho chị không à? Sang hàng bên kia người ta bán vội cho chị ấy chứ. Dạ... Bán không? Em không bán được chị ạ. Đã ế là một sĩ. Cụ ạ. Ừ. Cụ mua hoa cho con. Hoa đẹp quá. Dạ. Ờ, bao nhiêu tiền vậy đó? Dạ... Của cụ 50 nghìn ạ. Này, sao vừa nãy bảo với chị là 100 nghìn mà bán cho ông cụ kia lại 50 nghìn? Chị mặc cả thì cậu không bán. Bán cái kiểu gì đấy à? Cũng tùy người tùy cảnh chứ chị. Ý
Cụ ơi. Gì cháu? Hoa của cụ ạ. Tôi không đủ tiền. Dạ không, cái này con biếu cụ. Ngày cụ bà còn sống, cụ vẫn hay ra đây mua hoa. Con biết mà. Thôi, để chị biếu cụ. Đây là tấm lòng của chúng con, cụ đừng từ chối nhé. Ôi, các cháu tốt quá. Năm hết Tết đến, chúc các cháu gặp nhiều may mắn nhé. Cháu cảm ơn ạ. Em vẫn lấy 100 nhá. Được rồi, chị không mặc cả với cậu nữa đâu. Đây, bó này là của ông cụ, đây là phần của chị, được chưa? Chị lấy bó này nhá. Dạ. Mà này, sao em lại tặng hoa cho ông lão? Em bán hàng ở đây mấy năm nên biết chị ạ. Nhà ông ngay bên kia, ông có vợ bị ung thư, có cậu con trai thì lại mất sớm. Ông cố gắng chữa trị cho. Bó này nhanh. Mấy ngày Tết cho con ngủ nướng một tí. Dậy những cái hương đấy đến bây giờ đấy. Mẹ lúc nào cũng hương. Mẹ thích đi, mẹ đi mà lấy nó. Này, mẹ không có đùa đâu nhá. Dậy ngay nhá. Nào, dậy. Khổ quá kìa. Dậy ăn mặc cho bảnh bao, chải chuốt vào chứ lại. Rồi, mấy giờ kia đi từ tí nữa thì con dậy. Thế mẹ ra nhá, rồi ra ngay đi nhá. Ôi, con trai mẹ đẹp trai quá. Cột điện nó đứng cạnh con còn phải đổ nữa. Nói gì con Hương nha. Dạ bác. Hương đấy hả? Dạ. Cháu vừa đi lễ chùa về à? Rồi đến thẳng đây hả? Ôi, không. Bố mẹ cháu dặn lại, đi ra mắt phải ăn mặc thật kín đáo, không được hở hang. Bác biết không? Nguyên ngày cháu chọn mãi được bộ này kín đáo nhất đấy. Bác. Ôi, có gì đâu ạ. Bố mẹ cháu bảo là đi ra mắt người yêu sắp cưới là phải thật tự nhiên, thật thoải mái. Như thế đầu xuân năm mới gia chủ mới gặp nhiều may mắn. À, ôi trời ơi, đấy, uống nước đi bác. Ôi trời ơi, đằng nào bác cũng là mẹ chồng cháu mà. Bác uống đi. Ôi trời ơi. Này Hương này. Dạ. Bác nói thật nhé. Cái thằng Hoàng nhà bác ấy trông nó bảnh bao thế thôi chứ người lắm, không học với cháu đâu. Ơi, bác nói thế nào ấy. Ôi. Ôi, cháu với anh Hoàng cực kỳ có duyên với nhau luôn. Mẹ cháu bảo là bác rất muốn tác thành với cháu với anh Hoàng. Thế cho nên là mẹ cháu ép cháu phải sang đây ra mắt. Mẹ cháu bảo là bây giờ làm con dâu của bác là nhất luôn đấy ạ. Nhưng mà bác ạ, cháu thấy hơi đen. Cháu với anh Hoàng không có duyên với nhau bác ạ. Hôm trước Tết nhá, cháu đi ngoài đường gặp anh Hoàng chở người yêu ở chỗ chợ hoa. Dồi ôi, xinh ơi là xinh. Với cả thú thật với bác là cháu cũng có người yêu rồi. Đúng rồi. Cháu có người yêu rồi. Với cả bây giờ lấy ai mà mình không yêu thì thả cháu ở giá còn hơn. Hả? Cháu mà cũng có người yêu á? Vâng. Ôi đấy, người nhắc xong đang đứng ngoài cổng đợi cháu rồi. Bác ơi, đầu xuân năm mới, cháu chúc bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là phải tìm được một cô con dâu ưng ý. Bác nhá, chào bác. Sao lại thế nhỉ? Nhà cô chú nề nếp lắm cơ mà. Mà này, mẹ nghe thấy nó nói là con đi với ai, đi... Không phải ai xa lạ đâu mẹ. Là cô bé Dịu, hàng xóm nhà mình. Con và cô bé ấy đã yêu nhau được hơn 3 năm. Ấy vậy mà mẹ cứ không đồng ý. Chỉ vì cô ấy không phải là tiến sĩ, luật sư, kỹ sư. Còn chẳng hiểu mẹ nghĩ gì nữa. Thôi được rồi, anh yêu ai thì dẫn về đây cho mẹ xem nào. Thật hả mẹ? Dẫn cô bé nào ngoan nhá, chứ không đừng có vô duyên với cái Hương nữa. Còn gái còn đứa gì mà, sợ quá. Mẹ yên tâm, mẹ chờ con một tí. Em vào đây. Vào đây. Dạ. Bác ơi. Bác ạ, đây là người yêu của anh Hoàng đấy ạ. Cháu xin phép bác, cháu về đấy ạ. Ở lại đã. Thôi, tôi về đây. Đây là Dịu, người yêu của con. Còn về câu chuyện lúc nãy, con và Hương đã bàn bạc với nhau để trêu mẹ một tí cho vui.
Chứ thực ra Hương không phải người vô duyên như thế đâu. Cô ấy là một người rất là tốt. Chà, bố nhà anh còn lừa cả mẹ nữa cơ đấy. Xin lỗi nhá, bọn mình tới muộn tại vì anh Khánh cũng bị đột xuất. Xin lỗi. Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Giới thiệu với bà, đây là bạn trai mới của tôi, tên là Dũng. Chào anh. Tôi là Khánh. Mình là Dũng. Thế ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Thế anh Khánh đang làm về lĩnh vực gì ạ? Anh đang làm cho một công ty nước ngoài chuyên về phần mềm. Ngành nghề này đang rất là triển vọng đấy ạ. Anh Dũng hiện tại thì anh Dũng đang làm nghề gì? À, mình cũng làm một nghề rất là triển vọng, đấy là giáo viên mầm non vừa dạy bộ. Anh ơi, giáo viên mầm non chắc là anh yêu thương trẻ con và kiên nhẫn lắm nhở? Ui, không những là yêu thương trẻ con kiên nhẫn đâu mà mình còn phải biết làm nhiều trò cho chúng nó vui nữa. Anh có thể chia sẻ cho em một chút kinh nghiệm để sau này em về còn chơi với con. Đã tính đến việc có con rồi nhá. Đấy, mình ví dụ như thế này nhá. Trẻ con rất thích động vật. À, mình phải biết làm các con vật ví dụ như là thỏ. Anh Quậy ơi, từ ngày anh đi, cả đất có mùi lạ lá. Đấy. Mẹ, con chó sói. Vịt. Dễ thương mà. Đấy, rồi đến con gà trống. Mai. Ê. Nào. Sao đây? Đang vui thì sao lại bỏ về? Anh toàn làm mấy cái trò trẻ con là mất mặt em thôi. Anh trưởng thành rồi, hành động cho ra dáng người lớn một tí được không? Anh nhìn anh Khánh mà học tập người ta đấy. Khánh cười từ đầu buổi đến cuối buổi còn gì nữa. Người ta cười vì anh trẻ con ấy. Em muốn yêu một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một cậu bé, anh có hiểu không? Ừ thì cũng hiểu. Thế nhưng mà bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào? Em muốn từ nay anh không làm trẻ con nữa, được không? Quá đơn giản. Vì yêu Mai, anh sẽ thay đổi mình. Lại thế rồi. Này. Nào. Anh ơi, em có mua cái váy này xinh không? Xinh. Đã nhìn đâu. Đây. Mai là cuối tuần, mình đi công viên nước chơi đi. Lạnh lắm. Hay là đi trượt ba tanh. Lâu lắm rồi em không thấy anh chơi trò này. Cái trò đấy dành cho mấy thằng trẻ con thôi. Anh làm sao ấy nhở? Ngồi với em mà hồn phách anh cứ ở đâu ấy? Hay là anh có người khác rồi? Anh đang tập làm người lớn đây. Em muốn anh thay đổi vì em. Bây giờ anh thay đổi rồi, em còn muốn anh phải như thế nào nữa nào? Em không biết nữa. Nhưng mà em thích con người của anh trước đây hơn. Thật không? Thật nhá. Thật, ngồi xuống. Ui, thoải mái quá. Hay là bây giờ như thế này nhá. Ừ. Khi nào mà mình gặp mọi người thì anh sẽ làm người lớn. Ừ. Lúc nào mà chỉ có hai đứa ở nhà thì anh sẽ lại làm trẻ con, được không? Thoải mái quá. 4 năm đại học nhanh thật đấy. Em chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp. Và anh cũng ra trường rồi. Anh bảo sẽ xin vào đâu làm việc nhỉ? Anh đang chờ buổi phỏng vấn cuối cùng của công ty Việt MB. Em có biết công ty đấy không? Có chứ, công ty ấy lớn lắm. Anh giỏi thật đấy. Anh đi làm, có thể lo cho em được rồi. Đợi em tốt nghiệp xong, anh sẽ về hỏi bố mẹ xin phép cưới em.
Cậu Khánh hôm nay nghỉ à? Vâng ạ. Tôi đang có bản hợp đồng cần phải dịch ngay. Thế mà giờ cậu lại đi vắng à? À, tôi nghe nói là hình như cậu cũng biết tiếng Anh đúng không? Vâng ạ. Thử xem cái này có dịch được không? Dạ, em làm được ạ. Tốt, nhớ là cái này rất quan trọng đấy. Làm xong thì mang thẳng qua phòng cho tôi. Vâng ạ. Làm đi nhá. Vâng. Cậu xem cậu làm gì như này, có giống như Google nó dịch không? Có chuyện gì vậy chị? Cậu dịch sai một điều khoản ở trong này, làm tổn thất hàng trăm triệu của công ty. Chị ơi, tại lâu rồi em không dùng đến tiếng Anh nên. Tôi không muốn nghe cậu giải thích được. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu chân thành như thế này. Đi làm ở đâu ấy thì cũng phải biết lượng sức. Không biết thì nói là không biết, chứ đừng có mà vì sĩ diện mà giấu dốt. Từ mai cậu không phải đi làm nữa. Ok, chị ơi, chị. Anh không gọi gì uống à? Không, anh no rồi. Ngon lắm, anh ăn thử đi. Anh ăn ở nhà xong mới đi. Anh ốm à? Không. Anh ơi, ăn xong mình đi mua sắm nhá. Mua sắm á? Em thích cái váy này cực. Đây này, đẹp quá. Đi đi anh. Đi. Ok. Váy này xinh thật đấy. Ừ. Anh. Anh mua cho em đi. Tuần trước em vừa mới mua bao nhiêu xong, cũng đã mặc hết đâu. Anh tiếc tiền à? Không phải thế. Vậy thì anh mua cho em đi. Xinh lắm luôn đi. Đấy, em biết ngay mà. Phải không cần nữa đâu. Em tự mua. Kìa em, kìa. Khổ quá thôi. Cô đã bảo với cháu rồi, mang con ma đưa canh này sang bên kia mà thay cái váy mới vào. Cứ váy cũ như thế này ai vào mua? Nói một đằng làm một nẻo. Mai. Anh Dũng, công việc lương cao nhàn hạ của anh là đây à? Như vậy là suốt thời gian qua anh đã nói dối em. Không phải thế. Anh bị công ty cho nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Anh đã có một số sai sót trong công việc. Anh. Em về đi. Anh không muốn phải giả vờ thêm nữa. Em bảo, sai sót ở đời là chuyện bình thường mà. Ai bắt anh phải giả vờ chứ? Chỉ cần ta có đủ gan để làm lại từ đầu. Và điều quan trọng, có sao cứ sống thật như vậy. Em yêu anh cũng vì điều đấy mà. Đều là người nhà quê. Vợ tôi thì ra viện muộn, thành thử mới về tối như thế này. Ông ông cứ liền thuyền cái gì đấy, cứ làm phiền người ta. Xe nhà mình bị hỏng đen mà đi tối như thế này nguy hiểm lắm. Không, tôi cứ ngồi đằng sau xe ông ấy. Tôi sẽ ôm ông thật chặt. Cái chính là ông lái cho nó cẩn thận ông nhá. Ổ gà thì nó nhiều như thế, rồi cứ ngã lên ngã xuống, cứ bà là mới ra viện này tôi không yên tâm. Ôi ông cứ yên tâm, tôi khỏe rồi thì bác sĩ mới cho tôi ra viện. Xem kìa kìa, cô ấy rất tử tế, soi đèn cho mình. Ông ơi, gì? Thôi bọn mình chuẩn bị đi đi. Nếu cô
cô vội ấy, cô cứ lách vô đi trước đi, chúng tôi đi sau. Đấy, giả cả nó khổ thế đấy cô ạ. Cảm ơn cô. Sao hả cô? Để tôi. Chú ơi, cháu nghĩ như thế này ạ. Bây giờ cô sẽ lên xe đi cùng với cháu, còn cháu sẽ dọi đèn để chú đi đằng trước ạ. Tốt quá, cảm ơn cô. Dạ, không sao ạ. May quá. Cẩn thận nhé. Tôi quá may mắn quá. Đây là đoạn đường sáng rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cô tốt quá ạ. À. Không có gì đâu. Cô chú giữ gìn sức khỏe ạ. Dạ. Chúc cô may mắn nhé. Dạ, cô chú ạ. Dạ. Chúng tôi đi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đi nhé. Dạ vâng ạ. May mắn quá. Ai báo đây? Pháp luật xã hội đây. Ai báo đây? Này, bố mày, có mỗi cái ô rách nát như thế này, 5 lần 7 lượt bảo vứt đi. Mang ra thùng rác, vứt cho mẹ. Để chỉ tổ rác nhà thôi. Lại mưa rồi. Này, mưa rồi đấy. Quần áo để thế kia, hôi lắm. Con ra mang vào, cho vào máy sấy cho mẹ. Vâng ạ. Này, tôi cảm ơn cậu nhá. Chào cô, chào cậu nhá. Này, cháu. Dạ. Này, cậu là cái người hôm trước đứng trước cửa sổ nhà tớ trú mưa đúng không? Ừ đúng rồi. Hôm đấy tớ đang đi bán báo thì tự nhiên trời mưa to nên tớ đành đứng lại trú một lúc. Cũng nhờ có cậu giúp ấy. Chuyện nhỏ ấy mà. Mà báo của cậu có bị ướt không? Có bán được hết không? À, mình có. Cháu qua đây có việc gì không? À, cháu qua trả lại cô cái ô ạ. Cũng nhờ có nó mà số báo của cháu được nguyên vẹn, không bị rách hay hỏng ạ. Cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cậu nhá. Chuyện bình thường mà, người với người giúp nhau, có gì đâu cháu. Dạ vâng ạ, thôi cháu xin phép đi trước ạ, hôm nay trời khô rồi.